cái người chiến thắng trong phòng thi á không phải là người giỏi nhất mà là người tâm lý vững nhất thôi. Có cung thì có cầu thôi, tức là họ sẽ thấy cái sách đó nó có giá trị khi mà bản thân họ cần cái lời khuyên trong cái lĩnh vực đó. Em cảm thấy là những cái người nào mà được đưa sách mà có cái mindset giống em thì em sẽ tin tưởng những kiến thức này là chị recommend hết. Mình viết chữ ra là cái chữ đó nó lắng nghe mình nhưng mà nó cũng an ủi mình luôn. Việc đọc rất là quan trọng, thì nếu mà bạn biết cách đọc thì cả thế giới sẽ mở ra. Trong tất cả các kỳ thi khác mà có liên quan tới viết luôn, phải viết đủ rồi viết hay. Cái việc mà mình kiềm chế cảm xúc tốt hơn á thì mình sẽ biết cách hướng cái cảm xúc của mình nó luôn đi tới điều tích cực hơn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Nghĩ Gì Nó Đó tập số 12. Mình là Như Thùy, host của chương trình. Đồng hành với mình hôm nay sẽ có Hà Hà và bạn Nhi sẽ cùng tham gia bàn luận và hỗ trợ mình về các mảng hình ảnh âm thanh. Từ Nghĩ Gì Nó Đó thì podcast được lập ra với mục đích chia sẻ bàn luận về các chủ đề thân quen trong đời sống từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên page Nghĩ Gì Nó Đó podcast sẽ đăng một tập mới và một khách mời đặc biệt mới, người mà mình nghĩ là sẽ có những trải nghiệm nhất định trong chủ đề đó. Quay trở lại thì ngày hôm nay đến với trường quay của chúng ta, đó là chị Nguyễn Lê Gia Khánh. Chị Khánh hiện là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, và ngay từ cấp 3 thôi thì ở trường chuyên Hùng Vương chị Khánh đã nổi bật với rất nhiều thành tích học tập xuất sắc. Bật mí cho các bạn là chị Khánh đã được 9,75 môn văn trong kỳ thi đại học, giải quốc gia môn tiếng Anh và thậm chí là ẩm luôn giải nhì trong cuộc thi thanh lịch nữa. Thì hôm nay đến với chủ đề đọc sách và viết lách thì em nghĩ không ai phù hợp hơn ngoài chị Gia Khánh ở đây, với một niềm yêu thích say mê với sách vở và văn học nói chung. Dạ, em chào chị, thì chị Khánh có thể giới thiệu bản thân mình cho các bạn thính giả đang lắng nghe được không ạ? Ok, xin chào Như Thùy, Hà Hà với bạn Nhi ha, rồi chào tất cả các bạn. Thì mình giới thiệu ngắn gọn là mình tên là Nguyễn Lê Gia Khánh, mình là cựu học sinh lớp chuyên Anh của trường chuyên Hùng Vương, cùng trường với mấy bạn ở đây luôn. Và hiện là mình đang là sinh viên ngành kinh tế đối ngoại cuối năm 2 và sắp lên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2. Mình học về ngành kinh tế đối ngoại. Thì hôm nay thì mình sẽ tham gia podcast với cái chủ đề là đọc sách và viết lách. Thì cái chủ đề này nó vừa là sở thích và vừa là điểm mạnh của mình luôn. Hết rồi. Dạ, okay. Thì gần đây thì em được biết là chị Khánh có làm đại sứ của một dự án, thì không biết là chị Khánh có thể chia sẻ với mọi người ở đây không? Hiện tại thì chị đang làm cái đại sứ cho dự án của Give Feedback. Nó là một dự án của tổ chức Little Chain, nhưng mà nó gần kết thúc rồi. Nó là làm đại sứ nhưng mà chị có làm một công việc là chuyên viết và content, tức là chị sẽ viết bài cho bên Facebook á, cho nên thỉnh thoảng mọi người mà thấy mấy cái bài post mà thỉnh thoảng chị hay share thì có một số bài là chị viết luôn á. Cái dự án này á là nó kiểu gây quỹ cộng đồng theo cái mô hình mentoring 1:1, tức là nó sẽ nó đóng góp vào cái quỹ cộng đồng ứng phó, rồi nó hỗ trợ các cái NGOs họ bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng dịch bệnh COVID-19 á. Thì tức là khi mà em đăng ký vào thì em sẽ góp một cái phần tiền nhất định, tức là tùy tâm, và cái số tiền đó sẽ được chuyển sang cho các cái tổ chức họ cần được giúp đỡ để họ phát triển, họ tiếp tục đóng góp vào cộng đồng. Bên cạnh đó thì em sẽ được kết nối với các cái mentor mà nó phù hợp, mà em phù hợp với những cái lĩnh vực mà em mong muốn. Hiện tại thì cái chương trình này chị thấy nó hay bởi vì cái mentor nó khá là đa dạng. Bởi vì các cái chương trình bây giờ á, các mentor thì thường nó sẽ thiên hướng về sửa CV rồi xin học bổng. Còn mentor bên này thì em muốn gì nó cũng có hết á. Chị thấy từ phát triển bản thân, định hướng nghề nghiệp, rồi chia sẻ kinh nghiệm, rồi start up, rồi thậm chí là có các cái kiểu mà giúp mình bình an nội tâm nữa. Thì nó rất là hay. Thì mỗi tuần mình sẽ được gặp mentor, từ mỗi tháng nhất mình gặp được 1-2 tiếng. Và cái việc này sẽ kéo dài tùy thuộc vào hai bên của mình. Thì tính ra ở môi trường cấp 3 thì em được biết là chị Khánh tham gia những hoạt động thiên về học thuật là rất là nhiều luôn. Thì không biết là lên đại học chị có một cái trải nghiệm gì khác so với cấp 3 không? Thực ra thì so với cấp 3 thì chị thi khá là ít. Một phần là hồi cấp 3 là các cuộc thi của mình là nó có giáo viên định hướng đúng không? Giống như là hồi đó mình học chuyên Anh là tất cả các cuộc thi tiếng Anh gì có chừng đó đứa, xong rồi mình cứ đi thi thôi, mình theo một con rồi mình thi. Nhưng mà bây giờ khi mà mình lên đại học ấy, nó đa dạng hơn, nó có nhiều thứ hơn. Năm nhất á, thì chị có thi một vài cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở trường.
rồi chị cũng có thi MC luôn. Sau đó lên năm 2 thì bây giờ chị đang thi một cuộc thi về khởi nghiệp, kiểu ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp á. Tầm giữa tháng 7 là kiểu vòng chung kết. Thì bên cạnh đó thì chị ít đi thi lại, chị cũng kiểu mình đi làm, xong mình đi học, rồi mình cũng có làm một số cái dự án nho nhỏ, rồi mình học thêm nhiều cái. Thì cũng là mình đang ở trên một con đường đi, đang tìm kiếm cái gì mình thích á. Như các bạn biết thì mùa thi trung học phổ thông quốc gia cũng đã đến gần kề. Thì ôn lại kỷ niệm xưa một chút thì chị Khánh còn nhớ lại cái khoảng thời gian đó mình cũng bắt đầu được lịch ôn thi như các bạn nó như thế nào không hả? Trời ơi, kỷ niệm nhiều lắm. Mà năm ngoái chứ cũng cái thời điểm này nè, chị có cái Sarah Ha, cái mà Ash á. Có một đợt mấy bạn follow thì thấy chị rất nhiều câu hỏi hỏi về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cho chị. Cho nên là mỗi năm kiểu là mình sẽ được nhớ lại một cách sâu sắc luôn. Cái câu chuyện ôn thi đại học nó khá là dài. Thì đại loại là hồi đó chị xác định chị thi sớm lắm đúng không? Chị xác định khối thi luôn ngay từ đầu. Chắc lúc mà vô lớp 10 là chị đã biết chị thi cái gì luôn á. Là chị thi A1 với D, cho nên chị tập trung vô học, cho nên đâm ra chị bị lệch. Bị lệch nhất là học hóa. Tới giờ vẫn không biết gì về hóa hết luôn. Thì nghe vậy nhưng mà ý là từ lớp chị bỏ luôn hóa từ lớp 10 luôn á, tức là chị lệch 100% luôn. Sau đó thì chị nghĩ là mấy bạn cũng đừng có nên như chị, bởi vì lệch quá tới mức mà lệch không biết cái gì nó cũng kỳ lắm. Sau đó thì chị thi học sinh giỏi nhiều á, xong chị kiểu không cảm giác là mình không có ôn được hai khối cùng một lúc, nên chị quyết định là ôn luôn, chị chọn khối D thôi, tức là mình chuyên môn một cái. Được cái là hồi đó là kiểu tiếng Anh cũng ok rồi, kiểu mình thấy tới mức đó ok, mình chỉ làm thêm đề thôi. Thì mình tập trung vô toán và văn. Thì cái này mình lợi thế hơn các bạn rất là nhiều, vì có những bạn học 3-4 môn á, còn mình thì bây giờ mình chỉ đâm vào 2 môn thôi. Sau đó một ngày mình cứ xoay vòng 3 môn đó liên tục. Thì cái thời gian đó thói thật cũng khá là áp lực, bởi vì lúc mà mình đi về, mình thi xong mình về là giống kiểu là kiến thức của học kỳ 1 thì mất hết, sau học kỳ 2 thì cũng không biết gì, xong nó rất là khổ. Thì cái đợt đó chị thấy cũng khá là khổ luôn á, kiểu nó cũng là cũng phải học. Thì sẵn nói về môn hóa thì ở đây chúng ta có một thủ khoa, bạn Hà ở đây thi được 10 điểm hóa đại học hả, phải không Hà? Wow. Hà có thể trời chia sẻ. Một người mất gốc hóa nói chuyện với thủ khoa hóa. Trời, chị không hiểu tại sao có thể học được môn hóa luôn á. Ý là ai, nhiều người bảo nó không có khó mà chị thề chị không hiểu cái gì hết. Có nhiều khi em đi hỏi bài bạn em á, mà tụi nó nói cái câu này mà em tức lắm nè, mà chỉ cần thế công thức vô là mày làm được rồi. Thì bây giờ nhiên mọi người cứ nghĩ là mọi người học ngôn hóa thì cũng giống như là em học ngôn lý vậy á. Em học ngôn lý kinh khủng luôn, em không hiểu sao mà mọi người có thể vẽ ra cái hình con lắc quay vòng xong rồi tính được mấy cái lực như vậy luôn, em không hiểu. Trời ơi. Xong cái em hỏi bạn em, mày ơi bây giờ câu này làm sao, xong cứ là câu này dễ mà nó cũng khó thôi chứ em. Đó chuyện giống như là mình thích môn nào thì mình học môn đó được thôi, chứ cũng có biết cái gì hết. Trời sợ quá mọi người. Nhân đây thì chị Khánh có một cái lời nhắn nhủ gì gửi tới các bạn đang áp lực trong việc ôn thi đại học? Chị nghĩ là áp lực là một phần không thể thiếu. Chắc chắn là sẽ tới một cái giai đoạn mấy bạn bị rơi vào bế tắc. Cái bế tắc đó chị nghĩ là hồi đó chị bị rất là dài luôn á. Thì tức là cái bế tắc đó là mình càng học mình càng thấy nó quá nhiều, xong mình thấy cái thời gian còn lại quá ngắn, xong rồi mình lại khao khát là phải học thiệt nhiều, rồi mình càng học mình lại càng thấy mình không biết cái gì hết. Nhưng mà có một cái lý thuyết này nha, sau này chị đọc chị mới biết cái lý thuyết đó là đường cong học vấn. Cái này chị đọc trong một cái cuốn là cái gì ta, Atomic Habit gì đó, kiểu là một về thói quen. Nó là cuốn sách self-help nha, nhưng mà nó hay lắm. Nó đưa ra những cái cách mình học một cách hiệu quả, nhưng mà những cái cách học đó nó được dựa trên cái cơ sở là người ta đã nghiên cứu sẵn rồi. Thì cái sự thật á là mọi người hay kỳ vọng rằng là khi mình học một cái gì đó, không chỉ là học đại học đâu, học ngôn ngữ hay là học bất kỳ một kỹ năng nào đó, mọi người hy vọng là mình sẽ tiến bộ theo cái hình xuyên á, tức là theo cái trục OSI đúng không? Thì em luôn kỳ vọng là từng ngày em sẽ tích lũy, xong em sẽ đi một đường xuyên lên như này là 45 độ. Nhưng mà sự thật á là cái tiến bộ đó nó sẽ theo cái đường cong hình chữ U á, tức là nó sẽ đi như này. Đó, cái hình xuyên là chữ U nó sẽ đi lên như thế này.
Và cái lúc mà mọi người đang chán nản á là cái lúc đường cong nó đang nằm ở dưới cái hidden scene. Thì cái lúc đó là mình học nhiều nhưng mà mình không thấy tiến bộ. Và ở giai đoạn đó thì người ta rất là dễ nản và mọi người sẽ không có tập trung học, hoặc là mọi người sẽ dừng học ngay tại thời điểm đó. Nhưng mà khi mà mình vượt qua được cái bụng chữ U đó, là khi mà em đang ở đây nè, em vượt qua được cái bụng chữ U này, thì cái đường cong á, nó sẽ vượt lên cả cái đường xuyên 45 độ. Tức là em sẽ tiến bộ một cách vượt bậc và kinh hoàng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình phải vượt qua cái giai đoạn bế tắc đó. Thì cái lời khuyên của chị đó là mình cứ bình tĩnh, mình cứ từ từ mình học. Bởi vì cái người chiến thắng trong phòng thi á, không phải là người giỏi nhất mà là người tâm lý vững nhất thôi. Mình tâm lý vững nhất là mình chọn được cái điểm rơi hoàn hảo nhất. Tức là em tập giống như là thi đại học, như em tập nhảy á, thì cái lúc mà làm sao em tập làm sao tới cái ngày hôm đó em chọn đúng cái điểm rơi nó hoàn hảo nhất xuống để em sẽ thành công. Thì cái để nhảy được hoàn hảo thì mình tập rất là nhiều lần, mình sẽ phải chán nản rất nhiều trước đó, nhưng mà mình đừng có run. Tới cái điểm, tới cái ngày hôm đó mình cần nhảy thì mình sẽ nhảy được. Mình có mục tiêu, mình có kế hoạch, mình có phương pháp, rồi mình ăn uống nghỉ ngơi đúng đắn, rồi tâm lý mình bình tĩnh là cái gì cũng vượt qua được, chứ không cần phải nói là thi đại học. Em cũng chịu công nhận với lại chị Khánh ở cái điểm đó này. Tại vì cái lúc mà em thi đại học là em bình tĩnh. Ờ đúng rồi. Em đi thi dụ tiền với mấy bạn bình thường thôi, xong rồi. Trời ơi. Em vừa làm vừa rung đùa chị. Hồi đó chị đi thi đại học chị thấy có nhiều bạn còn chill hơn cả chị luôn á. Mình thấy mình đã bình thường rồi nha. Mình thấy có nhiều đứa nó còn chill tới độ. Hồi đó chị nhớ miết có cái bạn trong phòng chị, nó thi nó cầm cả cái muỗng á, em tin không? Cái muỗng á, thi vô phòng á. Ừ, xong rồi bị giám thị bắt. Thi cái muỗng này đợi đúng vừa qua thi. Xong bạn nó đem cái muỗng vô phòng thi luôn. Xong giám thị cứ nhìn miết. Xong giám thị quyết định bưng cái muỗng đó thu luôn. Xong rồi, cũng cái bạn đó, ngày hôm sau bạn nó thi, bạn nó cầm một cái bút. Cái cây bút nó gắn trên đầu con rùa. Sau rồi trước đi thi bạn đã cho mọi người sờ cái đầu rùa đó. Bạn đã nói là bây giờ không ra được văn miếu thì mình sờ cái này thì mình hên. Chị thấy như người chill lắm em. Cho nên mấy cái bạn chill lắm, rất là cái tâm lý mà mình thoải mái như vậy là mình thi là sẽ ok hết. Quan trọng nhất là tâm lý. Em yên tâm, em thi cái kỳ thi này em không có chết, cho nên là cứ bình tĩnh mà thi. Rất cảm ơn chị Khánh vì những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn, đó chính là đọc sách. Em được biết là chị Khánh rất là chăm đọc sách, thì chị có thể kể lại là cái lần đầu tiên mình tiếp xúc với sách vở là như thế nào hả? Chăm đọc sách lắm thì không dám nhận là chăm đọc sách lắm. Nhưng mà cũng hay đọc thôi. Thì bây giờ kể cái lần đầu tiên ha. Chị biết học rất là sớm. So với mấy cái bạn cùng tuổi á, thì chị nghĩ là tầm 3 tuổi hơn là chị đã biết đọc. Nhưng mà chị biết đọc nó tự nhiên lắm, nó không phải là đi học biết chữ nha. Tức là hồi xưa chị đi học là giáo viên có dạy ghép vần thôi em, kiểu A bờ cờ, xong rồi A ví dụ như bờ o bao huyện bò, họ dạy tới đó thôi. Mà hồi đó đi học kiểu ba mẹ không có ai áp lực là phải học chữ sớm như bây giờ hết á. Tức là phụ huynh không có lo con bị bỏ lại phía sau, cứ tà học vậy thôi. Thì có một ngày á, cái đó nó kiểu câu chuyện nó rất là kỳ diệu. Đó là sáng hôm đó chị dậy sớm, xong rồi hồi đó là trên cái giường chị á, là ở ngay đầu giường nó có cái tờ báo của ba chị nhớ luôn, cái tờ báo đó là báo An ninh Thế giới. Xong rồi tự nhiên lúc chị mở mắt ra, chị nhìn vô tờ báo đó, tự nhiên chị đọc được vài chữ. Ấy là chị không hiểu nó nói cái gì, nhưng mà chị đọc được vài chữ. Xong rồi lúc đó nha em, giống như là tự nhiên cái ánh sáng đó, tự nhiên cái tờ giấy đó, những cái chữ mà chị đọc được nó cứ lấp lánh vậy em, như trong phim hoạt hình vậy, nó cứ tự nhiên nó lấp lánh. Còn những cái chữ mình không đọc được là tối mù. Tự nhiên vậy. Tự nhiên luôn á. Hồi đó chị nói thiệt chứ tới giờ chị vẫn ám ảnh khoảnh khắc, chị nghĩ là kỳ diệu, một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất cuộc đời luôn á. Tự nhiên em cứ cảm giác giống như cái một cái nó cứ lấp lánh. Mà hồi đó chị cũng không hiểu nó nói cái gì, bởi vì bài báo đó nó nói về Iran Iraq cái thời kỳ đó luôn á. Sau đó khoảng một tháng sau là nguyên cái tờ báo nó lấp lánh luôn, là chị đọc được hết toàn bộ. Rồi đó, xong rồi chị đọc thạo. Thế là lúc đó bắt đầu chị mới tìm kiếm tên sách. Thì hồi đó chị hay ở với bà ngoại, gần nhà bà ngoại là có một cái tiệm thuê sách, mà em biết thuê mà kiểu 1.000-2.000 á. Chị đọc hết sạch cái tiệm đó luôn. Tức là hồi đó chị nuôi luôn cái cô cho thuê sách đó.
sau đó là chị chuyển sang đọc ở thư viện, là thư viện đầu sách nó khổng lồ hơn á. Thì hồi đó chị quen luôn cả cô thủ thư và cô nói luôn, chị còn ở từ xa cũng nghe. Cái hồi đó chị 7 tuổi nha, mà chị mang dép cao gót. Chị mang cái đôi cao gót xong rồi chị cứ đi lạch cạch là từ đằng xem cổ mà nghe cái đó là cổ biết chị tới. Chị đọc rất là lâu, chị đọc tới khoảng cuối năm cấp 2 là chị hết hạn thị thiếu nhi. Là chị dừng đọc ở thư viện. Thì đó. Rồi đó là, nói chung đó là câu chuyện nó rất là kỳ diệu của cuộc đời chị. Trời ơi, kiểu đem đọc từ rất là sớm luôn á. Hồi nãy nghe câu chuyện của chị Khánh á, xong cái tự nhiên lại nhớ tới một câu của Barack Obama. Ủa xin, trời ơi, văn thơ vậy. Hôm nay Khánh mời văn thơ cho nên là... là ông có một cái câu là ông nói là ông từng nói là việc đọc rất là quan trọng. Thì nếu mà bạn biết cách đọc thì cả thế giới sẽ mở ra. Đúng rồi, chị rất lắm. Nghe câu chuyện của chị Khánh thấy y chang luôn. Sách có rất là nhiều thể loại này, từ hư cấu như là tiểu thuyết trinh thám hoặc là phi hư cấu như là khoa học tâm lý. Thì không biết là chị Khánh hay đọc những cái thể loại sách như thế nào ha? Chị đọc nhiều lắm chị, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái giai đoạn của chị đọc nữa. Ví dụ như dạng này thì chị phải đọc sách chuyên ngành chọn kinh tế, xong rồi chị đọc sách làm giàu. Sau này á, tức là hồi xưa cái tầm mà chị còn nhỏ thì chị đọc thiếu nhi, đọc trinh thám. Cái lúc mà cấp 2, cấp 3 thì chị đọc tình cảm, chọn ngôn tình, chọn đam mỹ, chọn bất hợp. Nói chung là dễ tính lắm. Sau lên đại học thì mình học kinh tế chuyên ngành tâm lý. Rồi có những giai đoạn mình chán á, thì mình bắt đầu mình đọc tiểu thuyết luôn. Có mấy đợt mình gần thi tới nơi rồi mà chị thấy cuốn gì hay quá thì chị bỏ một bài chị đọc luôn. Nhưng nói chung mình vẫn cố gắng, mình cân đối, mình xoay nhiều thể loại để mình không có bị chán á. À, chị Khánh, em đang thắc mắc là chị Khánh hay là đọc sách giấy hay là ebook vậy hả? Và chị thấy kiểu hai cái thì cái nào chị thích hơn? Hồi chị còn nhỏ thì chị đã hay đọc sách giấy. Nhưng mà bây giờ kiểu là chị ở Sài Gòn á, xong mình cũng không có quá nhiều không gian. Mà cái bản chất cái quan trọng nhất là mình không có tiền. Mình không có tiền nên mình mua sách giấy. Bởi vì chị đó thì với em rất nhiều lúc kiểu là mua 2-3 cuốn hết trang 500 ngàn rồi mà mua bằng Anh nữa chứ chắc cả triệu luôn á. Thì chị, lúc mà chị biết tới cái đọc ebook á, là hồi đó là cái mà tải ebook chứ, cái ebook tải trên iPhone nó về á. Trời ơi, chị biết cái đó xong kiểu a whole new world. Kiểu một thế giới mở ra luôn, đọc tùm lum thứ. Hồi đó chị vẫn thích sách giấy vì cái mùi nó khá là thơm. Cái mùi nó thơm, xong rồi mình lật ra, mình đã lắm, kiểu lật nó đã. Nhưng mà bây giờ chuyển sang đọc ebook thì lại thấy ebook thì trừ cái việc là mình sẽ bị tăng độ vì mình đọc lâu quá, mỏi mắt. Nhưng mà nó tiện hơn rất là nhiều, đọc mọi lúc, mọi nơi, rồi lúc đêm á, nó cũng tiện luôn. Em không có bị nặng bởi vì hiện tại có những cuốn sách nó rất là dày mà em nhét vô á, em nhét vô cặp á, xong mình thấy nó kỳ. Mà không hiểu sao chị cũng hơi nhạy cảm á, tức là ví dụ chị đọc cuốn dày quá mà chị bưng ra chỗ đông người, xong thì chị ôm cuốn nó ta đùng, xong thì ngồi chị đọc rất fancy á, xong chị thấy nó rất là, xong rồi sau chị đọc ebook chị thấy nó tiện, tức là mọi người không ai chú ý tới mình mà mình cũng thoải mái nữa. Rồi mình nó tích hợp vô là em có thể làm việc, rồi ví dụ mình có thể highlight rồi mình làm từng lúc hết, cho nên chị thấy chuyển sang ebook nó tiện hơn. Rồi bạn nào có cái Kindle á, thì còn tốt nữa. Kindle nó nhỏ, nó gọn hơn. Còn chị thì đọc trên iPad thì nó vẫn bị cái phần ánh sáng. Sẵn nói về cái phần highlight thì em để ý là có một số bạn đọc sách thì để mà nhớ lâu thì hay highlight nè, hoặc là dán ghi chú, hoặc là thậm chí là viết review luôn. Thì không biết mọi người đã có thể chia sẻ là cái cách mọi người hay cảm nhận ghi nhớ sau khi mà đọc một cuốn sách như thế nào hay không ha? Cái này nó cũng phụ thuộc vào giai đoạn nữa. Nói chung mọi thứ của chị nó đều phụ thuộc vào cái giai đoạn mà lúc đó chị bao nhiêu tuổi và chị làm gì. Thì cái lúc mà chị thi đại học hồi nhỏ nha, là chị đọc nhiều nhưng mà chị cũng chẳng ghi gì hết á. Chị thấy hay là chị gấp cái trang nó lại thôi. Rồi còn bây giờ lúc mà chị thi đại học á, là chị có một cái cuốn dày lắm, chị ghi hết mấy cái câu trích dẫn hay, rồi chị ghi tùm lum tùm la hết. Rồi trong cái sách giáo khoa của chị là chị khoanh tròn rồi chị highlight. Còn bây giờ á, thì chị sẽ đôi khi chị sẽ viết review, hoặc là đôi khi cái cách mà chị hay dễ nhất á, là giới thiệu với bạn mình. Tức là ví dụ như là mình
mình nói, ví dụ mình không biết chuyện gì để nói đúng không, xong tự nhiên mình kêu là ê bữa ta đọc cái cuốn này hay lắm nè, xong rồi mình kể cho người khác, thì mà khi mình kể đó nha là mình sẽ tự động cái đầu mình sẽ sắp xếp lại cái thứ tự câu chuyện đó, theo cái cách của mình thì mình sẽ nhớ cái nội dung đó lâu hơn, xong rồi mình rồi mình kể cho nó nghe cái cuốn này cuốn kia thì mình cũng có thêm cái đề tài để mình nói chuyện, rồi mình thậm chí mình còn có thể debate được luôn á, tức là nếu như mình đã đọc cuốn đó rồi xong cùng một cái chi tiết đó, xong hai đứa cãi lộn nhau về một cái chi tiết đó, thì chị nghĩ cũng có một cái cách đó cũng hay, nói chung kiểu rất phụ thuộc vào mỗi người á. Còn Hà với Nhi sao? Về em á là hồi hồi xưa là em chỉ cũng không có thích ghi gì về giám sát hết, tại vì cũng muốn sách mình nó sạch sẽ, nó thơm tho. Thì em sẽ có một cái cách để mà ghi nhớ giám sát là khi mà em có cái chi tiết nào hay là em ghi ra hoặc là em nhớ em đầu luôn, xong rồi em sẽ kể lại kiểu review lại sau đó cho bạn. Mà kêu bằng cái review sau đó cho bạn thì tự nhiên là em lại nhớ được hết tất cả mọi thứ. Còn bây giờ kiểu lớn lớn thì em đang ấp ủ trong mình một cái blog để review khách. Em đợt này làm trên Insta, cái Insta hiện tại của em luôn là gà con lon ton nha mọi người. Trá hình sẵn giới thiệu BR. Ở cái nick Insta đó của em để review sách hàng tháng lên đó, tại vì kiểu em cũng không có nhiều thời gian đọc sách, mà chắc một tháng đọc được một cuốn thôi á, nhưng mà kiểu cái đó cũng có là một cái động lực để đọc sách mỗi ngày. Bởi Nhi chắc cũng giống với Hà một phần đó, đó là bởi Nhi không có thích làm cho nói như là bởi Nhi không thích vấy bẩn cuốn sách của mình. Vấy bẩn ở đây tức là viết rồi vẽ lên. Vấy bẩn viết rồi vẽ lên chứ không có ý nghĩa gì khác hết. Nên là thì đó, xong rồi thông thường thì sẽ ghi nhớ bằng cách bỏ bookmark vào thôi. Còn nhưng mà có nhiều cuốn kiểu như là nó có nhiều đoạn hay quá thì cần phải đánh dấu nhiều, thì lúc đó là hồi đó là crush mình có bày cho mình giống cái bookmark hình trái tim mới hơi bị dễ thương. Xong đó cứ mỗi lần mà cần cái gì là gấp lại xong rồi để kẹp lên trên đầu trang sách. 10 điểm luôn. Trong kiểu cộng thêm một chút gọi là cái rạo rực trong người đọc sách. Nó sẽ vui vẻ dễ nhớ hơn mọi người. À mà em thấy có một cái ý kiến ở trong một cái người đọc sách á là cái là một bên thì cho là kiểu vui cuốn trên sách sẽ mình nhớ nhiều hơn, với lại kiểu mình dùng highlight một cái này đặt như là sự nhớ được những cái chi tiết đặc biệt. Nhưng mà một bên là dạng thì kiểu mình không tôn trọng cuốn sách, kiểu khi mà mình mua sách về á là mình cần phải giữ sách một cách sạch sẽ, thơm tho, rồi kiểu mở sách ra không đúng đúng rồi. Quá em cũng thấy có cái ví dụ mà người ta nói là kiểu cái gáy sách đó chị, kiểu như cho bạn mượn sách mà kiểu không giữ đó, là kiểu mình cũng bị bực á. Thì không biết chị nghĩ sao? Tôi nghĩ sao về hai cái luồng ý kiến này vậy? Hai cái luồng ý kiến này giống như là họ hai cái tôn giáo thôi, cùng tôn thờ sách, nhưng mà cái cách mà họ áp dụng nó khác nhau. Và khi mà mình cái này là nó về quan điểm của mỗi người á, cho nên mình không có thể nói được. Quan trọng là khi mà tiếp xúc với những người đó thì em nên tìm hiểu cái việc mà họ đối xử với sách như thế nào. Tức là nếu như em muốn mượn sách của họ thì em phải xem là họ có phải là người muốn mở sách 45 độ hay không. Chị thì chị đơn giản lắm, nhưng mà từ ngày chị chuyển sang e-book rồi chị thấy cuộc đời nó dễ thở. Em làm gì trên cái e-book đó không ai biết á. Dạ chị, em thấy á là có những người mà kiểu có thể đọc sách này sang sách khác nhưng mà không lưu lại trong đầu mình cái gì á, thì chị nghĩ là cái kỹ thuật nào đọc sách là đúng cách. Nãy giờ mọi người nghe thì cảm giác giống như chị ba phải. Tức là cái gì chị cũng sẽ thấy phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng mà chị thấy đúng, bởi vì mỗi người mình có một cái nhân sinh quan, một cái quan điểm, rồi những gì mà cái cách em đọc sách từ nhỏ nó đã hình thành như vậy rồi, thì nó rất là khó để mình ép một ai đó vào một cái kỹ thuật riêng biệt. Bởi vì có những người họ đọc sách để chuyên môn thì họ sẽ cần kỹ thuật. Ví dụ như em đọc sách để em lấy tài liệu để em làm một cái bài report thì em sẽ được dùng kỹ thuật. Nhưng mà có những người họ chỉ đọc để họ giải trí thì họ cũng chẳng không phải có kỹ thuật, họ chỉ đọc để cho vui thôi. Thì nó phải phụ thuộc vào cái lúc mình muốn gì, rồi cái tính cách của người đó như thế nào. Ví dụ có một số bạn á thì bạn thích đọc, thích xem một lục
tức là nó sẽ xem một lịch là có ABC, có chương gì, rồi có đứa sẽ đọc chương cuối trước. Hồi xưa lúc mà chị đọc chuyện tình cảm á, chị toàn đọc chương cuối trước để chị biết tụi nó có đến với nhau không, tụi nó mà không đến với nhau là chị bỏ cho nó đỡ khổ. Chứ em nghĩ em theo một cái cặp đôi, em lên xuống tình cảm, em khóc lóc với nhân vật đó, xong tới cuối cùng em chỉ đợi một cái happy ending, xong tự nhiên tích lăn ra một đứa chết, rồi tự nhiên một đứa ba nhảy vô nó tức đúng không. Thế là chị đọc chương cuối trước để chị biết chuyện gì xảy ra, chị mới quyết định đọc. À, con đứa thì nó đọc một lèo luôn, tức là nó đọc cho nó đã, kiểu giống kiểu kích thích vậy, kiểu đã đọc một chương là đọc hết cả cuốn đó luôn. Còn con đứa là mỗi ngày chỉ đọc một chương cho đủ KPI. Thì nó phải phụ thuộc vào cái mục đích em đọc sách. Không biết là mọi người có biết là kiểu như là về sách self-help á, kiểu như là hơi có nhiều ý kiến trái chiều đang xoay quanh cái vấn đề này á. Ví dụ như là bảo là sách self-help không thực sự quá đem lại một số lợi ích tốt đẹp. Thì có những bình luận mang tính chỉ trích, kiểu như là sách đắc nhân tâm nè được tung hô quá trớn, sách nhà giải kim thì đọc không hiểu gì hết mà chẳng hiểu sao lại bán chạy nhất. Thì mọi người có quan điểm như thế nào về dòng sách self-help? Đấy là bản thân Nhi thì Nhi nghĩ là có cung thì có cầu thôi. Tức là họ sẽ thấy cái sách đó nó có giá trị khi mà bản thân họ cần cái đó, cần cái lĩnh vực đó, cần cái lời khuyên trong cái lĩnh vực đó. Nhưng mà đồng ý là cũng có nhiều cái cuốn sách self-help nó hơi bị, nói chung là sao ta, giống như là nó là một cái bẫy, một cái mồi cho người mua á. Giống như ví dụ như là các bạn có thể biết là dạo gần đây có cái sự kiện là sư phụ Hấn Hoa Hồng xuất bản 2 cuốn sách self-help đúng không, về chuyện bán buôn bán. Nhưng mà tí đấy thì nó cũng chả giúp ích được gì nhiều, mà nó còn là sách lậu nữa. Thì đó, nói chung phải mượn câu của chị Khánh thôi, tùy hoàn cảnh. Đúng rồi, tùy hoàn cảnh, tùy mỗi người à. Đúng rồi. Khi gia đại phát triển á, thì những cái cuốn em biết đó tùy cái dòng sách nó sẽ phù hợp với mình. Chẳng hạn như cuốn đắc nhân tâm á, thì đối với những người mà đang trong giai đoạn phát triển mà chỉ mới nhú mới lớn á, thì có khi đọc cái cuốn sẽ hợp lý. Còn với những người mà đã trải qua nhiều thứ vật thì cái cuốn đắc nhân tâm nó không còn phù hợp với người ta nữa. Cho nên người ta sẽ cảm thấy là đắc nhân tâm không còn hay nữa thôi. Thì nói chung mượn câu của chị Khánh luôn là tùy thuộc vào mấy người này ba phải sao á. Do mượn do khách mời cũng vậy mà. Nên nè, kiểu em bản thân em suy nghĩ là như thế này, kiểu em thấy cuốn sách nào nó cũng sẽ có một giá trị hết, quan trọng là mình có đúng lúc mà phù hợp với cái giá trị mà cuốn sách nó đem lại không. Nhưng mà tức là có thể mình thấy cuốn sách đó hay, bạn mình thấy không hay, nhưng mà đừng có nên nói với nhau là trời cuốn đó dở, có gì đâu mà đọc, kiểu cuốn đó tung hô vậy thôi chứ đừng đọc mua về phí. Kiểu vậy đó, thì em cùng với những cái cách nói chuyện như thế. À, ví dụ như tức là cái gì cũng vậy á, kiểu như đúng thời điểm, đúng lúc vậy á, tầm tuổi cấp 3 đi, khi mà đọc cuốn Tôn Đi Buổi Sáng thật sự là kiểu động lực mình thường thật luôn. Đúng hay. Đúng rồi, nhưng mà sau này khi mình lớn hơn một chút và mình quay lại thì mình thấy nó kiểu nó không có phù hợp với mình nữa, kiểu mình thấy nó hơi quá đà chẳng hạn. Nhưng mà cũng có những cuốn hồi nhỏ mình đọc mình thấy không hiểu gì hết, nhưng mà sau này khi mình lớn lên, mình khôn lên rồi á, mình đọc lại tự nhiên mình học được quá trời thôi. Đúng rồi. Dạ, vậy thì mở rộng ra thì mọi người nghĩ là làm sao để chọn lọc được cái đầu sách nó phù hợp với bản thân? Để chọn lọc đầu sách á, để chọn thì chị nghĩ là đầu tiên là mình phải đọc trước. Mình đừng có chọn, mình hãy đọc trước, mình đọc càng nhiều vô. Lúc trong cái quá trình mình đọc á, mình đọc nhiều rồi mình sẽ tự biết cái gì nó phù hợp với mình, tức là phải thử rất nhiều lần. Nếu như là mình gặp khó khăn trong việc lựa chọn ban đầu á, một là mình hỏi bạn mình nó hay đọc cái gì, hoặc là chị thấy nhanh nhất là em vô Tiki, em vô cái list tắt rồi em có thấy cái gì bì đẹp đẹp em cứ mua về em đọc. Nói chung là mọi thứ là phải cần phải có sự bắt đầu trước, mình cứ đọc rồi mình mới biết mình hợp hay không. Còn em thì có một cách nữa là em hay đi kiếm mấy cái nguồn review á chị. Em cảm thấy là những cái người nào mà review sách mà có cái mindset giống em thì em sẽ chịu tin tưởng cái đó, tin tưởng những cuốn sách này là chị recommend hết. Thì dạo gần đây là em thích, rất là thích chị tên là Hà Quốc ở trên YouTube. Chị Hà Quốc này hay review những cái đọc sách là những cuốn sách là nó phù hợp với em á. Cho nên là tất cả những cuốn sách Hà Quốc review em đều mua, em về tặng hết những cái thứ này. Rồi đúng thì
nếu mà chị review thì hợp với em thì vui. Chị nghĩ là mọi người khiến một cái review nó phù hợp với bản thân thì sao, dựa vào đó để mình chọn. Không biết là mọi người gần đây trong tháng vừa rồi có đọc một cuốn sách gì hay cho các bạn khán giả đang lắng nghe được không? Dạ, chị Khánh có giới thiệu cuốn gì tới độc giả? Chị bác kinh chị trước. Cái đợt dịch, nghỉ dịch chị đọc nhiều lắm không á. Chị đọc mà ở trong cái mà cái ứng dụng mà sách của bên iPad á, nó có cái lưu cái số sách chị đọc á, chị nhớ là 30 mấy cuốn hay sao. Đọc siêu nhiều. Ừ. Nhưng mà một cái chị mới hoàn thành là chị đọc 13 cuốn của Cha Giàu Cha Nghèo. Yeah. Chị nghĩ cái cuốn sách này mọi người sẽ thấy nó khá là nổi tiếng. Nhưng mà nó sẽ, khi mà chị nghĩ đó, nó sẽ truyền cảm hứng cho những người mà muốn làm giàu. Nó nhập môn và truyền cảm hứng cho những người muốn làm giàu. Nó là một cuốn sách cho những người bắt đầu á, nó mình hiểu được cái vấn đề, cái sự khác biệt giữa tiêu sản và tài sản. Và cái mà chị thấy rất là hay đó là nó đặt một cái vấn đề rất là quan trọng là cái sự thông minh về mặt tài chính. Chứ giờ mình hay nói là thông minh kiểu là trí tuệ, tức là kiểu làm bài cao trường, thông minh về cảm xúc, về đắc nhân tâm. Nhưng mà cái vấn đề mọi người là ít để ý đó là cái vấn đề thông minh tài chính. Cái cách mình chi tiêu rồi cái cách làm sao mình để tiền, nó đẻ ra tiền á. Thì chị thấy cái cuốn này nó khá là hay, nó dạy một nó có những cái quan điểm khá là ổn, thì mình đọc cũng được, không có vấn đề gì hết. Chuẩn bị thấy chị Khánh thành doanh nhân trẻ thành đen. Một tháng tôi kiếm được vài trăm triệu. Tôi sẽ cố gắng bây giờ thì chúng hôm nay chúng tôi sẽ hứa sẽ cố gắng. Đi dạo gần đây bạn Nhi đọc hai cuốn mà nói chung là cái cuốn mà bạn Nhi thích hơn là một cái cuốn nó viết về copywriter, về cái ngành sáng tạo á. Cái cuốn này không phải là mới đây, cái cuốn này viết cũng cách đây cũng phải vài năm nữa. Thì cuốn này có tên là Làm Bạn Với Hình, Làm Tình Với Chữ. Ý là nghe cái cuốn sách thì nghe nó hơi ba chấm, nhưng mà thật sự là nó không có cái gì như các bạn nghĩ khi mà các bạn đọc cái headline này hết. Ủa có ai nghĩ gì đâu. Ý là thông thường cứ mỗi lần mà em giới thiệu sách cho bạn em á là kiểu tụi nó kêu mày đọc sách gì vậy? Cái gì làm thì cái này em xin đính chính trước cho mọi người thôi. Thì em khá là thích cuốn này tại vì đây là một trong rất là ít những cuốn sách mà em cảm nhận được cái sự gọi là tươi trẻ trong lời văn. Những cái gọi là những cái tâm sự nó rất là sát với thực tế và người ta kiểu theo như review em đọc được trên mạng thì cuốn sách này đọc thì mua thì nó khá là có lợi luôn. Nó kiểu như là đọc để giết thời gian hoặc đọc vui cũng được, đọc để hiểu được cái ngành nghề sáng tạo cũng được, hoặc là có thể đọc để mình đồng cảm, rất là nhiều lắm. Chắc khá là highly recommend, mình mua đáng mua. Recommend một cuốn năm chút trần rồi vào đây đọc cũng chưa xong đâu, tại vì cũng là tiếng đọc nữa. Nó tên là Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ của bác Ba Đặng Hoàng Giang. Thì em rất là thích bác Đặng Hoàng Giang luôn, em tất cả những cái cuốn sách của bác em đều mua hết, đều đọc hết rồi, và em chỉ cảm thấy là tư duy của bác Đặng Hoàng Giang, cái tư duy rất là tuyệt vời á. Thì cái cuốn Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ này là mỗi chương là viết về một câu chuyện của một bạn trẻ từ 18 tới tầm 23 tuổi. Cuộc đời của mình, trải nghiệm cái suy nghĩ của mình á. Và sau mỗi chương thì bác sĩ đính kèm một cái bản mà kiểu bác nêu lên cái suy nghĩ của mình, bác phân tích tâm lý vì sao những bạn trẻ đó lại có những hành vi như vậy là bởi vì ảnh hưởng của những gì. Thì em thấy cuốn này kiểu rất là hay luôn á. Có nói một bạn trẻ là kiểu nhìn bên ngoài là xăm chỗ, nhìn rất là bát đen, nhưng mà thật ra là bên trong bạn kiểu là một người được giáo dục rất là tốt, một người kiểu tốt bụng á. Mà chẳng qua thì môi trường bên ngoài ảnh hưởng cho nên mới lại cái dáng vẻ gai góc đó của bạn. Khi mà em đọc cái này thì em cảm thấy kiểu mình cũng có liên quan một vài phần cái quá trình phát triển của mình á.
Thì em nghĩ là cái cuốn này nó sẽ phù hợp với những cái bạn mà chuẩn bị lên đại học, đang trong tuổi dậy thì, tuổi nổi loạn, thì khi mà đọc cuốn này, em với lại cuốn này cũng phù hợp với lại cho phụ huynh nữa, phụ huynh đọc cũng được để hiểu con em. Thì em cũng muốn nhân đây chia sẻ với mọi người cuốn em đọc gần đây là cuốn Khi hơi thở hóa thinh thông, không biết mọi người có nghe qua chưa? Cuốn đã chồng rồi nha. Đọc xong cuốn đó kiểu là cuốn này là của tác giả tên là Paul Kalinithi. Thì nội dung cuốn sách là xoay quanh về là ký sự của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh đang trong giai đoạn gọi như là gần đỉnh cao của sự việc, thì bị chẩn đoán ung thư giai đoạn 4. Và xong rồi nhưng mà thông qua cái cuốn này thì mình có thể đọc được những cái cảm xúc kiểu như là về tình yêu, về cái niềm đam mê với nghề trong những năm tháng cuối đời của ông, kiểu như công hiến rất là hay. Và kiểu nó để lại cho mình một những cái cảm xúc nó rất là sâu đậm á. Nên là em cũng rất là recommend, highly recommend cho các bạn thính giả đang lắng nghe đọc thử nha. Rồi, vậy thì chuyên mục chia sẻ vừa rồi cũng sẽ là kết thúc cho chủ đề đầu tiên của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề chính thứ hai, viết lách. Thì giới thiệu với mọi người là chị Gia Khanh có một blog riêng cho mình trên Facebook với tên gọi là Chuyện của Gia. Thì chị Khanh có thể chia sẻ được cái cảm hứng thành lập về cái màu sắc chị hướng tới trong cái trang blog này. Chia sẻ một tí ha, là trước khi chị lập cái blog này, chị có một blog khác ở trên WordPress rồi. Cái blog đó được khá là nhiều view, mấy trăm ngàn view. Nhưng mà chị đã dừng khoảng năm 11, tức là chị lập cũng lâu rồi. Chị dừng khoảng năm 11 là chị không phát triển nó nữa, bởi vì hồi đó chị lập để nó xây dựng trên nền tảng là dịch fanfic. Tức là nó là nền tảng dịch chứ không phải là nền tảng viết. Hồi đó chị chọn dịch mấy bộ cũng khá khó dịch. Khá khó dịch, trên với lại là cái type fanfic đó nó cũng không có phải là phổ biến, cho nên là bởi vì ít người dịch cho nên sẽ có nhiều người đọc. Vì người ta đang kiếm cái thể loại đó. Thì cái màu sắc đó chị xây dựng cho cái WordPress của chị là nó hơi u ám. Tức là những cái câu chuyện fanfic kiểu yêu đương hay gì đó, nó kiểu là rất là hai người rất là như này lên xuống rồi, rất là lận đận, lên voi xuống chó, nhiều chuyện xảy ra đó. Đúng. Đúng rồi. Phải chêm thành ngữ vô mới được mà. Xin lỗi nha. Thì cái view của cái blog nó khá là ổn định, nhưng mình chỉ dừng vô một thời gian là bởi vì chị không có thời gian để làm. Còn quay lại cái chuyện của Gia là sau đó là tới năm 2019, tức là sau 2 năm chị dừng cái blog kia, chị mới xây dựng lại. Thì thật ra thì cái này chị không có chú trọng lắm. Nói thật là cái blog này không chú trọng, cho nên mọi người sẽ thấy lý do tại sao là làm lâu rồi mà chưa được 100 like. Bởi vì là một phần đó là chị không có chú trọng tới cái audience của chị. Một cái blog thành công á là mình chú trọng vào cái audience, mình phải hiểu là mình đang viết để ai đọc. Mình nó sẽ thiên hướng giống marketing vậy. Nếu như là em muốn một cái blog nó thực sự nổi là mình phải xác định mình muốn viết cho ai, mình viết để người ta có hiểu. Còn chị viết là để chị hiểu, chị không muốn cho ai hiểu hết. Cho nên nó cứ cà xà xà quăng vậy á. Nên nó sẽ không có tăng được like. Thì cái này thì chị viết nó thiên về cảm xúc, nó giống kiểu tản văn, nó nghĩ gì viết có không, giống như em nghĩ gì nói đó thì chị là nghĩ gì viết đó thôi. Nó kiểu ngẫu hứng tản văn. Nó sẽ có một đoạn thì nó sẽ thiên hướng kiểu chữ lành, những cái bấp bênh trong trên của tuổi 20, nó kiểu vậy. Thì nó cũng có thể so sánh với cái màu xanh dương ha. Mọi người thấy cái màu xanh dương nó kiểu là một màu xanh hy vọng, nhưng mà đôi khi chị nhìn màu xanh đó chị thấy rất là buồn. Nó vừa buồn mà nó vừa hy vọng, nhưng mà nó lại bình yên. Cho nên ba cái cảm xúc nó sẽ trộn với nhau. Nên chị nghĩ có thể so sánh cái màu sắc nó với màu xanh dương á. Ngay cả chữ blue trong tiếng Anh cũng có nghĩa là buồn mà. Buồn, đúng rồi. Chắc chắn là cái việc viết này với việc đọc sách như đã đề cập ở trên thì sẽ có một cái sự liên hệ ít nhiều với nhau. Thì chị nghĩ là làm thế nào để mình luyện viết cho hay được? Chị thì chị chưa tới độ viết gọi là quá hay và quá xuất thần, nhưng mà chị nghĩ khi mà mình đọc sách á thì mình sẽ tiếp xúc được rất là nhiều thứ, ví dụ cách sử dụng ngôn ngữ khác nhau,
mình học hỏi được các câu, các từ, các thành ngữ. Đúng không bạn Nhi? Đó, rồi mình tham khảo được cái phong cách viết của họ. Khi mà mình tham khảo được cách phong cách viết á, thì mình sẽ chọn được cái cách mà mình viết thích nhất. Mà để mà viết hay á, thì cái khái niệm viết hay nó khá là rộng. Bởi vì hay, nó với người này thì hay, với người khác thì cũng không hay. Nhưng mà cái yếu tố mà cần thiết nhất á, đó là mình chạm được cái trái tim người đọc. Tức là mình viết bằng cảm xúc. Tức là cảm xúc mọi người nghe cái từ cảm xúc, mọi người nghĩ sẽ là ước ác, sẽ là yêu đương, sẽ là tình cảm. Nhưng mà theo chị á, cảm xúc á, đó là cái những gì em mong đợi, những gì em khi mà những gì em cảm nhận khi em viết ra những cái con chữ đó. Ví dụ nha, các cái bạn, các cái nhà toán học, họ viết sách toán cho học sinh mình học. Nhưng mà cái sách toán cấp 2, cấp 3 mình học á, em thấy gì, tích phân, em thấy liêm tùm lum đúng không? Thì em có nghĩ cái mong, cái cảm xúc họ viết đó là gì? Không phải là họ, chắc là mọi người sẽ nghĩ họ đánh đố mình, nhưng mà chị nghĩ là họ muốn thông qua những cái gì họ viết thì học sinh họ có thể hiểu được một cái concept đó và ứng dụng trong cuộc sống đó. Tức là mình truyền tải cái cảm xúc, cái mong muốn của mình tới người đọc là một cái điều khá là quan trọng. Thì em nghĩ cái việc viết lách cũng là một cái phương tiện rất là hay để mà bày tỏ cảm xúc này và hiểu bản thân mình hơn nữa. Thì chị nghĩ là vì sao chúng ta nên viết lách, và lợi ích và lớn nhất mà chị Khánh có được từ cái việc viết đó là cái gì? Chị nghĩ là khi mà mình viết lách á, thì mình sẽ sắp xếp lại các ý nghĩ của mình một cách mạch lạc. Lúc mà em nghĩ á, là mọi cái câu chữ nó đều là bản thô hết, nhưng mà khi em viết ra em sẽ thấy rất là kỳ. Nó rất là kỳ luôn, nó sẽ không có mạch lạc. Thì lúc đó là em sẽ sắp xếp lại các cái ý đó, là đầu tiên nó sẽ rất là mạch lạc rõ ràng. Và sau đó khi em đọc lại á, em sẽ lý giải được tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Cái lợi ích mà chị có được khi mà chị viết á, thì chị nghĩ đó là kiểm soát cảm xúc một cách tốt hơn. Tức là khi mà mình có một cái suy nghĩ về vấn đề gì đó, mình viết ra thì mình lại hiểu cái vấn đề đó sâu hơn. Rồi khi mà mình có một cái phản ứng không tốt hay là một phản ứng tốt, mình viết ra những cái kỷ niệm đó hay sao đó, thì lúc mình sẽ tìm ra câu trả lời là à, tại sao lúc đó mình lại phản ứng như vậy trong tình huống như thế. Thì cái lúc mà mình tập cái việc mà mình kiềm chế cảm xúc tốt hơn á, thì mình sẽ biết cách hướng cái cảm xúc của mình nó luôn đi tới điều tích cực hơn. Bởi vì khi em viết ra thì em sẽ thấy là đôi lúc mình chứa rất là nhiều cảm xúc tiêu cực, mà khi mình đọc lại mình cũng không thể nghĩ được tại sao mình có thể, không phải là xấu xí nữa, mình có thể tiêu cực đến như vậy. Thì khi mình viết mình sẽ điều chỉnh mình theo một cách hướng nó tốt đẹp hơn. Thì có thắc mắc là không biết mọi người đã có viết nhật ký không? Mình thì có, nhưng mà chắc là Nhi khác với mọi người. Nhi nghĩ là Nhi hơi khác với đại đa số một chỗ. Đó là thường thì người ta viết nhật ký là người ta viết về cuộc sống hàng ngày. Kiểu có thể gọi là đều đặn ngày nào cũng viết không? Nhưng mà thường thì khi nào mà Nhi buồn á, Nhi có cảm xúc tiêu cực thì Nhi mới viết. Thường là như vậy. Chứ những lúc mà Nhi vui thì Nhi thường sẽ giữ trong lòng. Quên lối về. Vui mà. Chị Khánh, chị viết nhật ký có thường xuyên mỗi ngày không chị? Hay là cũng khi nào vui thì mình mới khi nào tâm trạng thì mình mới viết? Hồi nhỏ thì chị có thói quen viết nhật ký, nhưng mà sau này chị lớn là không có thói quen đó, bởi vì là dễ bị phát hiện. Hồi xưa thì sao mấy cuốn nhật ký của mình rơi vào tay mẹ hết. Cho nên là chị thấy nó sẽ rất là dễ bị phát hiện, nên chị cũng ít khi có thói quen đó. Thì chị chỉ có cảnh viết, hoặc là mỗi ngày mà chị đi ra khỏi nhà, cái lúc mà chị đang kẹt xe là trong đầu chị sẽ nghĩ vào một vấn đề gì đó, xong rồi trong đầu thì chị sẽ có những cái outline, tức là những cái ý đó, thì chị sắp xếp ý. Nếu như mà chị có thời gian thì chị sẽ viết cái ý đó ra, xong rồi chị lưu chị để đó. Còn khi nào muốn có thời gian thì mình sẽ lấy cái ý đó mình viết hoàn chỉnh vào một bài. Chị Hà hay dùng cái Insta là chính để viết, nhưng mà chị do á, Hà muốn định vị bản thân mình là một người lúc chuyện tích cực, mà cũng muốn truyền cái năng lượng tích cực cho mọi người á, đa số những cái mà mọi người xã hội đều là những cái tích cực. Còn những xúc là tiêu cực thì Hà thì không bao giờ đặt dấu giống. Sẵn nói về cái viết lên Insta á, thì mình biết là ở đây Hà có một Insta về du lịch và có thể là review sách trong tương lai này,
bạn Nhi cũng có một Insta về nhiếp ảnh này, hay đăng những câu chuyện hả? Đằng sau những bức ảnh đó đúng không? Đúng rồi. Bây giờ luôn cho mình là mình cũng có một kênh xin đồ ăn nha mọi người. Kêu thì đúng không? Thì mọi người có thể chia sẻ là cái lý do, cái cảm hứng đằng sau cái trang của mình không? Và cái màu sắc của trang của mình luôn. Thì một phần nha là Hà được chịu tự hưởng bởi Thùy, do Thùy cũng thích Hà là làm một cái dự án cá nhân gì đó. Thì do một phần thứ hai á là Hà cũng rất viết lách, nhưng mà mình không biết những cái viết ở đâu nhé. Hồi xưa thì Hà hay viết chuyện trên forum. Hồi nhỏ viết chuyện trên forum xong rồi được mọi người cái chuyện mình viết, nhưng mà giờ lớn hơn thì chỉ không còn nhiều thời gian để mình đầu tư vào cái viết nữa. Thì Hà chỉ quan là viết những cái bài post chia sẻ những cái trải nghiệm bản thân mình trên mạng xã hội. Thì Hà rất là thích đi du lịch, và kiểu mỗi lần đi du lịch vậy là sẽ có một hoặc là nhiều câu chuyện đáng nhớ, bởi vì đó là cái trải nghiệm mình dành cho những người mình yêu thương á. Cho nên Hà muốn chia sẻ lại những cái trải nghiệm đó trên mạng xã hội cho mọi người biết được là mỗi lần đi du lịch như vậy là mọi người nên làm gì để có những cái kỷ niệm đáng nhớ. Sắp tới thì Hài cũng chịu muốn đi du lịch nữa, tại vì thấy sách cũng là một cái chủ đề để dễ viết, tại vì mình không có lúc nào mình cũng đi du lịch được, cho nên thể nào mình lúc nào cũng viết được, không có tiền. Bây giờ chị có đi du lịch để viết gì không? Thì để quảng cáo một chút với các bạn khán giả về trang của Hà, thì mình thấy trang của Hà rất là hay một cái là Hà nói về những cái trải nghiệm mà đi du lịch theo kiểu bản địa, là mình đến những cái quán mà đi một mình khám phá, chứ không phải là theo kiểu du lịch và lên kế hoạch trước trên mạng tìm hiểu kỹ như vậy. Thì mình thấy một cái đó rất là hay. Không biết là bạn Nhi về cái định hướng nhiếp ảnh của trang mình thì có gì khác biệt không ạ? Về cái Insta cái account đăng hình của Nhi thì Nhi không có một cái định hướng gì rõ ràng hết. Nói thiệt với mọi người, kiểu như thấy là bức ảnh nào như có câu chuyện như muốn kể thì Nhi sẽ đăng lên và kể thôi. Em thắc mắc là cái câu chuyện đằng sau quay chuyện của Gia của chị Thắng là như thế nào? So far năm nhất là chị không có làm gì hết. Năm nhất là chị dành rất là nhiều thời gian để thích nghi. Xong rồi lúc đó chị cảm giác là chị không có một cái gì đó nó về cá nhân hết. Và hồi đó có rất nhiều bạn của chị cũng khuyến khích chị là tiếp tục viết, bởi vì tụi nó nói là chị có khiếu với viết. Nhưng mà chị có một cái điểm yếu với viết của chị luôn á, là điểm yếu này xuất hiện cả trong tiếng Anh và cả trong tiếng Việt, và tới bây giờ nó vẫn còn tiếp tục là điểm yếu. Chị không biết có phải là nó thành đặc trưng của mình luôn không, đó là các cái câu chữ của chị nó bị quá dài. Mọi người đọc mọi người sẽ để ý là nó bị dính nhau á, tức là nhiều lúc cái suy nghĩ của chị nó cứ bị chạy, nó cứ chạy như thế này, và nó thiếu tính mạch lạc và thiếu tính logic. Nó bị một cái điểm yếu như thế, cho nên thật sự là chị cũng phải bắt đầu chị phải sửa dần, bởi vì phải sửa từ cái suy nghĩ luôn á, phải sửa từ từ. Thì hồi đó là chị mới nghĩ là chị muốn có một cái dự án cá nhân, tức là dự án cá nhân là để mà ví dụ mà lúc mình không học hay là lúc mình không có đi chơi với bạn bè thì mình sẽ có một cái gì đó riêng của mình. Và có những cái lúc là mình buồn á, mình nói với người ta cũng biết là mình buồn, người ta cũng an ủi mình, nhưng mà nó không có gãi chúng cái đúng cái chỗ ngứa của mình. Cho nên khi mình viết ra thì mình sẽ nhẹ lòng hơn, giống như là mình viết chữ ra là cái chữ đó nó lắng nghe mình, nhưng mà nó cũng an ủi mình luôn, nên là mình sẽ viết. Hồi xưa lúc mà đi học với chị, mỗi lớp phải được viết văn nghị luận thì viết cao luôn, mà cứ đến không văn tự soạn thì viết cao luôn, mà đến nghị luận nó tẹt đó. Cho nên nhiều khi nghĩ là có khi mình không hợp với lại môn văn, mình không hợp với lại bay bỏng mắt hướng nào cũng như khác lắm rồi, cái động người khác lắm rồi. Kể là hồi em viết chuyện của em trên forum mới, em còn được khán giải chuyện hay nhất khu ta của trời ơi, giỏi quá. Tới nữa trời ơi, mình thì ra là mình cũng có năng khiếu viết lách, nhưng mà khi mà lên lớp cao hơn, khi mà viết ba nghị luận á, em bày được 6 điểm 7 điểm thôi, nói chung thấp tẹt vậy. Thì em không hiểu là cái lý do vì sao lại như vậy thôi, hay là giải một bài ta. Bài em đã trả lời cho câu hỏi của em rồi đó. Đúng không? Mà có nhiều cái mà em học bài em gửi nhưng mà em vẫn không làm được. Chị nghĩ là lúc mà nó khác với cái việc em viết để cho mọi người đọc ở trên forum ha. Thì cái câu tự sự đó là một câu chuyện,
em tạo ra, em xây dựng và em nó hợp lý, nó logic. Còn khi đó là cái audience của em nó sẽ rất là rộng, em sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi luôn. Nhưng mà khi mà em viết bài văn trên lớp thì người chấm duy nhất của em là giáo viên. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để em làm đúng ý của giáo viên nhất. Thứ nhất, như vậy thì là tại sao điểm em thấp không phải là vì có thể không phải là vì cái câu văn em nó yếu hay cái gì hết. Chị nghĩ là một phần là có thể em chưa học bài. Vậy khi em chưa học bài là cái ý của em nó chưa có đủ để mà đạt điểm trung bình á, tức là điểm khá ở trong môn văn á, là mọi người cần viết đủ trước khi viết hay. Có thể là bài của em viết hay nhưng mà nó chưa có đủ ý. Nói đi nói lại thì thật ra cái việc học làm bài kiểm tra văn á, chị thấy nó khá giống những cái môn tự nhiên nha. Thực sự á, bởi vì các cái bài văn nó đều có một cái barem, nó đều tức là em phải đảm bảo đủ các cái ý đó. Nó giống như nó đã có sẵn một số công thức nền nữa. Em viết đủ cái ý đó xong rồi trong cái bánh, giống như làm cái bánh thì mình sẽ có cái khuôn đúng không? Thì mình phải đổ cái khuôn, mình đổ đúng được cái khuôn rồi, còn cái nhân, cái vị sao, cái màu sắc sao là đó là của mình. Đó, cho nên là em cần phải đủ ý trước. Đó, cho nên nhiều khi chị nghĩ em bị trừ điểm là bởi vì em bị thiếu những cái ý quan trọng á. Em sa đà vào một cái ý em thấy hay mà những ý khác nó cũng quan trọng, thế là em thiếu. Wow. Ước gì em biết điều này trước khi em thi định đại học. Em thi đại học thì có 6 điểm. Thì hồi trước chị thấy là đi thi đại học mà muốn điểm văn ở mức bạn chỉ cần học cách viết đúng thôi. Tức là mấy bạn viết đủ ý, một câu của mấy bạn có đủ S với V, đủ chủ ngữ, vị ngữ. Xong rồi mấy bạn viết đúng, chính xác, đủ cái ý đó, chắc chắn mấy bạn sẽ được trên 7 đúng không? Còn để từ 8 trở lên tới 9 là lúc đó là em sẽ, cái nhân của em đó, cái nhân, cái hương vị cái bánh đó là cần phải đầu tư hơn. Thì sẵn đây thì như đã đề cập ở đầu podcast thì chị Khánh đã đạt được số điểm gần như là tuyệt đối ở kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, 9,75 môn ngữ văn nha mọi người. Thì Khánh có thể chia sẻ một cái bí kíp về một cái lời khuyên tới các bạn đang chật vật với môn văn ngoài Hà Hà đây không? Xíu nữa Hà Hà mọi người thoái rồi, chia sẻ thời mình điểm hóa nha. Ước gì tôi cũng có một điểm 9 điểm 10 để chia sẻ với các bạn. Nhưng thôi tôi nghĩ như thế quá đại trà, tôi không biết. Chị nghĩ một phần là hồi đó chị cũng một phần là do may mắn, cũng có một sự may, một yếu tố may mắn nào đó trong đó nó mới đạt được một cái số điểm như vậy. Cái việc học văn mà để đạt được một số điểm cao á, như lúc nãy chị cũng có đề cập, đó là mình phải học, mình phải là viết đủ trước khi viết hay. Cứ nhớ cái ý đó ha, viết đủ trước khi viết hay. Tất cả không phải học trong tiếng Anh mà học không phải trong môn văn mình thi đại học mà trong tất cả các kỳ thi khác mà có liên quan tới viết luôn, phải viết đủ rồi viết hay. Thì trong thi văn á, mình có 3 phần, thực ra chỉ chính xác hơn là 2 phần, nhưng mà một phần cái phần về phần 46 điểm đúng không ta, tự nhiên lâu rồi thi chị không nhớ, nhưng mà đại loại là một phần đọc hiểu nghị luận xã hội với nghị luận văn học. Thì đối với cái phần đọc hiểu thì chị nghĩ cái phần này nó dễ nhất luôn á, đúng không? Dễ đa phần mọi người sẽ làm được. Nhưng mà để đạt được điểm tuyệt đối á, tức là ví dụ 2 trên 2 á, đa phần các bạn sẽ từ 1,5 hoặc là 1,75. Tức là em nên muốn điểm càng cao thì em nên đạt điểm tuyệt đối những cái phần này để cái phần nghị luận văn học trừ dần là vừa. Thì cái phần đọc hiểu thì chị nghĩ là siêng thôi. Cái tài tự học, hoàn toàn tự học được luôn á. Tức là mình cứ siêng làm bài. Đầu tiên là mình ôn mấy cái ngữ pháp, mấy cái phép tung từ rồi này nọ, mình ôn mấy cái đó trước mà nó ngắn lắm, nó không có nhiều. Sau đó mình cứ lấy đề ra, mình cứ đọc bài, mình cứ đọc xong mình cứ sửa, mình đọc, mình sửa, mình làm tới khi mình đạt tuyệt đối luôn. Cái này hồi xưa lúc mà chị thi á, trước khi chị thi đại học á là sáng nào chị cũng phải làm một bài đọc hiểu đó. Sáng nào cũng làm hết luôn, thành thói quen. Rồi cái nghị luận xã hội á thì đầu tiên là mình phải biết dạng và cái cách làm bài đó là được. Sau đó là mình đọc cái đề rồi mình chọn cái keyword. Xong rồi mình suy nghĩ là với cái này người ta muốn mình bàn luận về vấn đề gì để không bị lạc đề á. Tức là mình phải suy nghĩ keyword đó, nó có rất là nhiều hướng để mình đi, nhưng mà mình phải suy nghĩ là người ta hỏi cái này thì người ta muốn mình đâm vào cái nào nhất. Với cái nghị luận xã hội thì chị cũng khuyên là nên viết nhiều, phần nào phải viết nhiều, và đọc báo nhiều. Cái đọc báo nhiều để lấy cái dẫn chứng nó một cách xác thực nhất. Cái thời kỳ mà chị thi đại học chị đọc nhiều lắm, chị đọc báo, chị đọc tùm lum tùm la hết luôn á, đọc khùng luôn á. Với phần nghị luận xã hội văn học á thì chị nghĩ là cái việc đầu tiên mà mọi người trước khi viết và trước là mọi người nên đọc. Nó thì có bao giờ tụi em đã đọc hết các tác phẩm này chưa, hay tụi em chỉ đọc sách mẫu luôn?
Thế phần mọi người có xu hướng là lấy kiếm luôn một cái bài mẫu, xong rồi đọc hết trong đó rồi đi thi. Nhưng mà như thế nó sẽ khiến em chỉ có học thường, em không có hiểu. Cái lúc em viết em sẽ không có bay. Cho nên chị nghĩ là việc đầu tiên là em đọc hết các tác phẩm đó. Em đọc luôn cả chú thích là ông tác giả ở đó như thế nào luôn. Đôi khi một cái chữ chút xíu đó nha là nó sẽ là một chìa khóa giải quyết vấn đề. Hồi trước á, lúc mà chị rảnh á, chị không muốn học văn nữa, là chị lấy ra chị đọc luôn á. Đọc một thời gian em sẽ thuộc luôn. Mình đọc là mình cảm được cái tác giả đó. Và khi mà mình hiểu á, thì mình viết ra nó trôi lắm. Mẹ, thế là em đã hiểu cái soi, hoặc là em biết là trong cái tác phẩm đó là nó tới phần nào. Rồi khi mà em sẽ rất là dễ thuộc luôn. Các cái, mấy bạn á, thường có xu hướng là thuộc lòng văn mẫu. Nhưng mà chị nghĩ là mình đọc cái bài đó, bài gốc trước, xong rồi mình hiểu nó, thì mình đọc văn mẫu dễ thuộc cực kỳ luôn, không có khó đâu. Rồi sau đó nha, mình hiểu, mình bắt đầu mình đi hiểu sâu về tác phẩm đó. Cái giai đoạn mà chị ôn thi á, chị đọc nhiều về bình giảng á. Em biết bình giảng không? Kiểu là đọc sâu hơn, rồi các phân tích chuyên sâu, rồi chị còn kiếm blog học sinh giỏi của chuyên văn để chị đọc về tác phẩm đó luôn. Rồi có một đoạn chị thích một cái tác giả đó, chị kiếm luôn cả cái sách liên quan tới tác giả đó luôn á, để chị hiểu về phong cách viết của đó. Có cái đợt mà viết Nam Cao hay sao á, đó chị phải nhờ bạn chị nó mượn cái tuyển tập truyện ngắn của Nam Cao á, hai cuốn dày cộm này chị, để chị đọc để chị hiểu cái phong cách của người ta viết. Xong rồi chị kiếm chị đọc hết. Khi mình cảm nhận rồi á, thì lúc mà mình viết nó sẽ bay, nó bắt đầu bay rồi á. Rồi trước khi thi vài tháng thì chị tập viết luôn, chị viết một bài xong rồi chị cứ kiểm tra cái barem á, là nó đủ ý chưa. Nó cứ đủ rồi thì bắt đầu mình chỉnh. Thường thường thì mọi người sẽ lười viết một bài rất là dài đúng không, thì mình chia cái đoạn ra, mình cứ viết từng đoạn thôi. Và ba cái đó thì về nghị luận văn học và nghị luận xã hội thì tốt nhất là ngoài cái việc tự mình sửa thì nên có giáo viên định hướng. Giáo viên họ sẽ biết cái cách thức chấm thì mình còn nhờ hoàn thành rồi mình nhờ giáo viên sửa. Còn cái việc học của môn văn thì cũng đừng có áp lực quá. Để các bạn đừng phải áp lực là mình phải thuộc cái này, mình phải nhớ hết cái này. Thì mình lại quay lại câu chuyện ban đầu là luôn bình tĩnh và thoải mái. Lúc mà chị đi thi văn á, em có biết là chị có một câu duy nhất nó hiện lên trong đầu chị thôi. Đây là lần cuối cùng mình viết một bài văn. Chị chỉ suy nghĩ thôi, đây là một lần cuối cùng nên chị viết hết, dùng hết sức chị viết đúng cái bài đó hoàn chỉnh. Trời ơi, kỳ công thiệt luôn á. Đúng rồi, kỳ công thiệt. Kỳ công, chị nghĩ là đây đúng là sự ví dụ chính là bài văn văn mà sống. Đúng rồi. Vậy là hôm nay chúng ta đã bàn về chủ đề đọc sách và viết lách. Thì hy vọng thính giả các bạn có thể học hỏi được từ những chia sẻ và những cái lời khuyên hết sức quý giá từ chị Gia Khánh. Chúc chị Khánh sẽ thành công trong với vai trò là đại sứ và những dự định tương lai của bản thân nữa. Dạ. Ok, cảm ơn Thùy, cảm ơn bạn Nhi và cảm ơn Hà ha. Rồi mình chúc cho những gì nói đó của mình ngày càng phát triển.